Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ nói về cái phi điệp tím. Về cái loại phi điệp tím thôi. Và nhiều cái em cũng sẽ nói chi tiết hơn để mọi người có thể nhận định được một cái cây ấy. Nó được dễ dàng hơn. Thì em cũng cái khả năng ăn nói của em nó cũng hơi kém. Và đến những cái video hay là những cái bài của em nó cũng chưa được tốt lắm, thì mong là mọi người bỏ qua. Em sẽ cố gắng là để có thể là nói được một cách dễ hơn để chúng ta các anh chị cùng cùng hiểu về phi điệp, cùng hiểu về thứ mà chúng ta đang sưu tầm. Em sẽ cố gắng để nói được những kiến thức mà em biết để mọi người chúng ta cùng biết. Thì hôm nay em sẽ nói về bài phi điệp, về các loại dù thân lá này, hoa cánh bầu này, hay là về những cái điều kiện chăm sóc, về những cái mà hình ảnh hoặc là những cái mà của em hôm nay một số hình ảnh có sử dụng ấy. Bởi vì ngày trước em cũng hay làm hàng kg, nhưng bây giờ thì em không làm nữa rồi, nên là có một số cái mà hình ảnh có thể là em sẽ mượn của mấy anh chị ở trên internet. Thì cũng mong nếu như có sử dụng đến anh chị nào, của ảnh của anh chị nào mà đang sử dụng ở đây mà anh chị nghe, thì mong anh chị bỏ qua. Thì em cũng xin phép, bởi vì hàng kg ấy thì em không còn làm nữa rồi, nên bây giờ em mượn tạm mấy ảnh của các anh chị, mong các anh chị thông cảm. Thì hôm nay em sẽ nói chuyên đề về cây phi điệp tím thôi. Và các dạng thân lá đẹp, thân nủ, lá nhựa, rồi thì phi điệp cánh bầu, cánh bay, rồi thì vùng miền. Thì trước khi nói về phi điệp ấy, thì em xin phép mọi người vài phút để em nói về cái cây hạc vĩ. Với cái hạc vĩ thì bởi vì khi mà em nói đến phi điệp ấy, thì có thể là nhiều người sẽ động chạm đến hơi nhiều người, nó hơi khó. Đây là cây hạc vĩ. Đây là hạc vĩ, thân nó rất là mập, rất là to. Đây mọi người thấy đó, gốc rất to và rất là dài. Đến thời điểm này là thời điểm khai thác rồi, thời điểm khai thác của hàng Lào và hàng Lào. Hạc vĩ này là hàng Lào và hàng nuôi. Người ta nuôi một cái cây hạc vĩ như Việt Nam nuôi ấy, thì thân nó chỉ bằng cái đầu đũa thôi, rất là nhỏ. Nhưng cái thân này nó phải to như ngón tay. Đấy là với những cái thân to như này. Còn với những cái mà thân to hơn, có. Ví dụ như cây này là cây long tu này. Long tu hay vôi gì đó. Tại vì nó ảnh cây long tu với cây vôi ấy, thì nó có một cái đặc trưng, nó chính là mắt nó sâu và thân lá nó khá khác. Nhưng cái thân này nó cũng là dạng thân rất là to và như mọi người hay gọi là nù rụt rồi các thứ. Tiếp theo là đến phi điệp. Đây là cây mà mọi người thấy cái thân già đây là nó khá dài, lá rất là đẹp. Đây là cây hạc vĩ này, thân lá nó rất là bự, nhưng ở Việt Nam mình trồng thì bé thôi, bởi vì nuôi trồng của mình còn kém. Nhưng đây là những cái mà hình ảnh được cung cấp từ bên không phải nuôi trồng tại Việt Nam. Còn nuôi trồng tại Việt Nam thì là nó không được tốt như vậy. Đây, nó là hạc vĩ. Mọi người có thể thấy là cái thân ở cái góc này nó gần gần đấy, mọi người nhìn thấy nó phình, rất là to. Nó kiểu dạng như mà chúng ta hay gọi đó là thân nù, lá xếp, chân rết hay cái gì đó. Nói về phi điệp. Còn nói về, em đang nói về hạc vĩ nhá. Em đang nói về hạc vĩ, cái này hạc vĩ. Đấy, đây người ta trồng tốt như là rau muống vậy. Người ta trồng rất là thấp, cách đất là mấy chục sen thôi, trồng rất là tốt. Và đây là cái cánh đồng người ta trồng, trồng ở bên Lào. Đây là hạc vĩ.
trồng rất là tốt. Đây, trồng chen lấn nhau nhưng mà vẫn có cây. Đây, cái thân này rất mập và những cái thân này rất to nhỏ. Thì em nói sơ qua một chút về hạc vĩ để chúng ta cùng hiểu hơn về cái tố chất của cái dòng hoàng thảo đó. Hoàng thảo nghĩa là cái một cái chi lan lớn. Chi lan lớn thì nó dòng các dòng thân thảo như là hạc vĩ, phi điệp, vôi hay là những cái dòng long tu, trầm thì nó đều là dạng thân thảo. Thì những cái dòng đó thì như những cái cây dòng này ấy, thì là thường cái mà độ phát triển của nó thường sẽ nảy mầm vào đầu năm, nảy mầm gốc, đến cuối năm sẽ phình to ra khi mà nó dừng ngọn. Và khi dừng ngọn rồi mà chúng ta vẫn cho ăn chăm bón tốt ấy, thì nó vẫn còn rất là to. Nhưng đây là ở bên đấy là người ta với cái công nghệ chăm sóc rất là tốt và những cái bí mật công nghiệp nên là người ta không thể nói cho mình được, mình không thể hiểu được những cái phân thuốc người ta dùng là cái gì. Nhưng nó đều là một cái mà em nói đến là nó đã to khi mà nó chưa thắt ngọn rồi, là thân nó đã phình to rồi. Đấy, nhưng còn ở Việt Nam ấy thì trồng thường thì phải là thắt ngọn mà chúng ta vẫn cho ăn tốt. Thắt ngọn ấy mà chúng ta vẫn cho nó ăn nhiều ấy thì nó mới tù đầu, nó mới phình. Thì đấy là số cây người ta hay gọi là thân nù ấy, kiểu dạng vậy. Đấy là về hạc vĩ. Thì nói về phi điệp thì đây, em vừa search từ khóa thân nù lá nhựa trên YouTube. Thì đây, thì người ta có rất là nhiều cây mà mọi người có thể nhìn thấy đấy. Lá rất là rụt rịt, rất là đẹp. Đấy, to này. To này, phi điệp thân nù lá nhựa, thân rất to đấy đúng không ạ? Thân to. Đây, nguyên bản này, thân nù lá nhựa đốt ngắn nguyên bản. Bọc rừng thân nù lá nhựa. Đấy, chúng ta nói về thân nù lá nhựa đây. Lá nhựa thân nù đốt ngắn tuyên quang đây. Này là video của bác này là có một cái lá rất là đẹp, thân rất to. Đây. Đấy, phi điệp tím phiên bản đấy, lá này dạng lá giống như vậy. Đây. Phi điệp và chấm tím lá nhựa thân nù giá rẻ. Đấy. Đây. Tiếp theo đây là cái cây mà anh chị nhìn thấy không? Cái lá rất là đẹp, rất nù, thân to. Đúng không ạ? Cái này thì mọi người xem này. Đấy, thì những cái đa phần là bây giờ người ta bán trên YouTube rất là nhiều. Đây, phi điệp thân nù lá nhựa 400. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Thân rất đẹp, thân rất to, rất đẹp. Đấy, thân rất là đẹp. Để mà nói về thân nù lá nhựa này, cứ thân phình to là gọi là thân nù. Đấy, chắc là có nhiều hơn đấy, để em tìm xem nào. Lá thân nù lá nhựa đồng xu này, đồng xu. Đấy, ngày trước ấy thì bây giờ nói về những cái bài về đồng xu này. Đây, thân nù F21 nhìn cực phê. Đây là thân nù. Đấy, thì em muốn nói là gì, có một cái đặc điểm chung của những cái cây này, nói về ngày trước nhé, thì là mọi người nghĩ nó là thân nù rụt lá nhựa rồi các thứ. Sau rồi 1-2 năm gần trở lại đây ấy, thì mọi người phát hiện ra rằng là nó là cái cây lá đồng xu này. Nó là cái cây bị sốc thuốc. Thế xong rồi bắt đầu là mọi người không còn tin vào cái đồng xu này nữa. Thì thực ra thì chúng ta, anh chị mà đi mua phi điệp ấy, thì nên chú ý một chút về cái vấn đề đó, chứ là thân mẹ của nó đây. Thân mẹ của nó đốt rất là dài. Và cái thân này nó rụt rì rì này, nó chỉ 1 năm thôi, sang năm lại hết. Ai mua thì cũng đều biết rồi, và đều dính rồi. Đây, cây này này. Đây này. Ấy, thân rất to như gốc nhỏ.
Đây là một cái yếu tố mà em muốn nói. Em sẽ nói sau. Đây là dạng thân to nhá, gốc nhỏ nhá. Và nó có dạng là gốc to, thân nhỏ. Đấy, tí em sẽ nói để các bác cùng hiểu với cái vi điệp tím đấy. Đây, mọi người cứ xem rất là nhiều về trên thông tin trên internet bây giờ rất là kinh khủng, rất là nhiều đúng không ạ? Đây, như nhà này thế này, có cái cây lá đồng xu đẹp thế. Đấy, đồng xu rất lạ đúng không ạ? Em cũng có một giò đồng xu kiểu dạng này đây. Lá xếp tất đồng xu đúng không ạ? Và mọi người nghĩ là nhỏ. Ngày trước thì mọi người nghĩ rằng là nó là hàng sốc à, là hàng rừng rất quý hiếm. Cách đây vài năm ấy. Chắc khoảng 4 5 năm. Quý hiếm. Xong mua về thì trồng chán quá. Ra thân lá bình thường. Rất là nhiều. Nhìn chung rất là nhiều. Thì bây giờ để mà nói thì nó đi nó lại thì nó rất khó. Thế em vào chủ đề chính luôn. Để cho nó dễ và nhanh luôn. Để mọi người chúng ta cùng hiểu đơn giản nhất về phi điệp dòng thân lá. Tại sao mà em chỉ phân ra làm hai loại? Một là loại thân lá đẹp, có nghĩa là thân lá được ấy, có nghĩa là dòng lá, một là dòng lá mà mọi người hay gọi là lá mít ấy, nhưng nó cũng chẳng phải dạng lá mít đâu, nó là dạng lá đẹp. Chứ nếu mà lá mít thì nó chỉ được ở trên trên núi thôi, chứ còn về các anh chị trồng không bao giờ được cả. Bởi vì chúng ta chơi là đa phần là các anh chị là chủ yếu là ở đồng bằng và ở những vùng mà chúng ta ở những vùng mà chúng ta chăm sóc theo cái điều kiện nó không thể bằng được ở trên như các anh chị ở trên vùng núi được. Các anh chị trên vùng núi thì chăm rất là đẹp, lá mít nó cũng về gần mít, nếu như ở trên rừng lá mít thì về chăm sóc thì nó cũng được gần mít và cái độ đẹp của nó cũng rất là đẹp. Và cái dạng nữa đó dạng thứ hai đó chính là cái dạng mà gọi là phi điệp mà thân lá bình thường ấy. Khi em mà nói thân lá bình thường, anh chị nhìn thấy những cái giò lan rất là đẹp, thật rất mập. Ví dụ như cái giò này nhá. Rồi, sang bên này nhìn hình ảnh thì mọi người dễ hơn nhé. Nói về những cái dòng nù rụt và thân lá này ấy. Đây, cái này thì nó dễ nhìn này, hoặc cái này này. Ấy. Đây đây, cái trước mặt đây, nù rụt đốt ngắn cao bằng này. Cái này ấy, thì là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái lượng ánh sáng. Đây là dạng là thân to gốc nhỏ nhá. Nó phụ thuộc vào dạng ánh sáng. Khi anh chị nuôi từ đầu năm ấy thì nó nhiều ánh sáng ấy, thì cái đốt nó sẽ không dài. Cứ nhiều ánh sáng thì đốt sẽ không dài và lá sẽ dày hơn là chắc chắn luôn. Và đến khi cuối năm, đến khi ngọn này nó phình ấy. Đây này. Ngọn này nó dừng lại, nó không lớn nữa ấy. Mà anh chị cứ chăm thật tốt ấy thì bản thân cái thân này nó phình rất to. Cái đoạn dưới này nó phình rất to nhưng gốc nó bé tí thôi. Gốc nó bé tí này. Về cơ bản là mình cho nó ăn nhưng mà cái việc cho nó ăn mà cái vẫn cho nó ăn thì nó chỉ tích vào cái thân này cho nó to thôi. Thì nó cứ tích vào đây thì nó sẽ to, rất to. Thì em sẽ giới thiệu một cái cây nhà em bằng một cái cây khá quý, đó chính là cây năm mươi trắng Phú Thọ. Vào dịp có thể là ngày mai em sẽ giới thiệu cái cây đó, thân siêu to luôn, thân nó to y như cái thân rụt đây này. Bởi vì khi mà nó tù đầu rồi ấy mà anh chị vẫn chăm thật tốt đấy, cho ăn thật nhiều phân ấy thì cây nó chỉ phình thôi chứ nó không dài được. Nó chỉ phình phình cái thân này chứ nó không dài được. Đấy là với cái dòng thân lá nhỏ ấy, anh chị cứ chăm nhiều nắng thì đốt nó sẽ ngắn và cho ăn nhiều phân thì lá nó sẽ dày. Và khi đến cuối năm mà anh chị chăm nó mà tốt như đầu năm ấy, cây phát triển tốt um ấy, thì đây như cái này nó dừng ngọn rồi nhưng mà nó vẫn tù đầu, nó phình ra như cái gốc bé tí đấy, gốc bé tí luôn nhưng mà thân này nó phình to ra. Cái mấu chốt đấy là việc anh chị phải cho nó ăn lúc mà khi nó dừng rồi, bởi vì nó không dài nữa mà anh chị cứ thúc nó ăn thì nó phải béo ra chứ đúng không ạ? Còn một cái dạng lá mít thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Thân lá đẹp đấy gọi là dạng thân lá đẹp, hoặc là dạng mà thân gọi là thân thân lá mà thân phình này cũng gọi là thân lá đẹp này. Bởi vì sao ạ?
thân lá là anh chị có thể nuôi đạt đến cái độ thân F21, gọi là thân Phi 21 ấy. Phi 21 là to bằng cái ống tuyếp 21 ấy. Bởi vì cái dòng lá mít ấy, thì thường là gốc nó cũng khá to và thân thì nó ít phình, thân nó không phình to như cái này đâu. Cái đoạn trên gần ngọn của nó không phình mấy, nó không phình nhiều. Đấy là dòng lá mít, là đa phần em thấy là như thế. Thì em cũng có một cái cây lá mít của nhà em. Nó là cái cây cây này của em, nó cũng là cây đột biến. Nên là nó khá là đẹp. Cái này là cái cây mà em đánh giá nó khá đẹp. Bởi vì trong cái dòng phi điệp ấy thì có cái cây này, nó là cây đột biến, nó rất là đẹp. Tự nhiên không được này. Ê, chọn luôn cái cây đấy, tí em giới thiệu cho mọi người tiếp. Có một cái cây phi điệp khác, để em tìm xem ảnh nó ở đâu. Bởi vì cái ảnh đấy của nó đây, còn cái này nó không nhà. Đây là cái cây nụ rụt này. Đây là cái trồng tự nhiên nhưng nó vẫn bị nụ rụt. Đây rồi, cái cây này, lá mít này. Đấy. Nhưng mà trên cái phương diện cái lá mít của nó thì đâu. Ồ, chưa được, đây rồi. Đây là cái cây rất là rụt. Nhưng mà nó thì rụt vào năm trước rồi. Năm nay không còn rụt nữa. Một số cây thì có rụt, có cả cây thì không rụt nữa. Đây là cái cây lá mít. Mọi người nhìn thấy là cái cây này lá rất đẹp. Nhưng mà cái cây này thì nó không phải là dòng phình. Lá rất đẹp nhưng mà nó chỉ mấy cái lá gốc thôi. Khi mà nó dài ra thì nó thành cái này. Đấy. Mọi người thấy đâu. Cái cây này lá gốc rất là đẹp. Nhưng mà lá dài ra nó chỉ thay thôi. Đấy. Đấy là cũng là dạng lá mít ấy. Nhưng mà mình phải nuôi tốt cơ. Đây là cái cây mà năm cái tháng Phú Thọ thì mai em sẽ quay cái độ to và độ phát triển, nó gốc rất bé luôn. Nhưng bây giờ rụng hết lá rồi, em cho nó ra toàn kỳ. Cây này là cây Phú Thọ rất to, thân của nó phải tầm, chắc phải tầm 1,8 cm, tầm đó 1,7-1,8 ấy, thân rất mập. Bởi vì cái cây này nó dài lắm, nhưng mà em cho nó ăn rất là nhiều vào cái dịp cuối đông. Nên là nó phình to. Thì mấu chốt của cái việc thân to mập này, nó là phình và nhiều nắng. Đây là cái giò đồng xu của nhà em. Nuôi cái đồng xu này, nuôi chơi, nó cũng vui vui. Nhưng thực ra thì mình khi mà nuôi vào cái môi trường mát một cái là thân nó dài ngoằng luôn. Cứ nhiều nắng với khô ấy thì nó sẽ cứ giật dẹo rồi này. Thì trông thân lá nó cũng vui vui. Nhưng thực ra thì nó cũng chẳng có giá trị gì cả. Nó chỉ phi điệp tím thôi. Về nhà anh chị thì chăm sóc cơ. Nó cũng chỉ là phi điệp tím. Đấy. Còn những cái cây mà những cái cây mà thân lá ấy, mà bình thường ấy, như cái cây này ấy, mà nó là cái cây tím ấy, thì nó cũng chỉ là phi điệp bình thường thôi. Nhưng cái thân lá đẹp thì mình chơi nó cũng vui. Nhưng mà khi mà cái kể cả là cái bộ dạng lá mít này luôn nhá, mà anh chị mà chăm vào cái môi trường nhà nào mà thiếu nắng ấy, ví dụ như là mỗi ngày chỉ được tầm độ 1-2 tiếng nắng ấy, hoặc là ánh sáng chỉ buổi sáng hoặc buổi chiều chỉ rơi được tầm 30% là nhiều ấy. Có nghĩa là một buổi nhưng mà chỉ được 30%, có nghĩa là 1/3 một buổi chiều hoặc 1/3 một buổi sáng ấy, thì cái lá mít này nó thành lá trẻ cổ dài ngoằng. Thế nên là những cái cây lá mít mà ngày xưa mà thấy các anh cách đây khoảng mấy năm ấy, 4-5 năm, 7-6 năm ấy, thì mới rộ lên đi tìm nhiều ấy. Thì hồi đó em đã kiếm được một cái cây 2 mét, thân nó đã to như này, nuôi trong vùng Tân Lạc Hòa Bình ấy. Nhưng mà về sau thì nó chỉ là bình thường thôi, không
không nuôi đạt đâu. Cái dòng lá mít này thì nuôi phải vườn, vườn phải rộng, nhiều nắng và chăm sóc tốt thì nó mới thành lá mít được. Còn không thì lá nó rất là kém. Lá rất kém. Ở trên rừng ấy thì nó sẽ tốt hơn, khí hậu nó tốt. Ví dụ như những cái cây đùi gà này. Bởi vì hôm nay em không tiện kiếm cái ảnh nào cả, vỡ tạm cái ảnh đùi gà giới thiệu các bác. Cây đùi gà tại sao nó tốt này? Bởi vì xung quanh nó không có một cái gì cả, không có một cái gì cản cả. Nó rất thoáng nên là cái gốc của nó rất là dày và nhiều rễ, và rất là nhiều rễ chết mà cây nó vẫn tốt. Bởi vì cái bộ rễ chết của nó ấy, chính là cái giữ ẩm để cho cái cây này nó phát triển. Còn nếu như nhà các anh chị mà cái bộ cây đùi gà này mà treo vào giữa vườn ấy, thì chắc chắn nó không quá 3 năm là chết luôn. Bởi vì nó bí gió. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là mình tưới. Nhiều khi mình tưới nhiều quá. Đây chẳng ai tưới cả. Khi mà nó mưa nhiều ấy thì nó vẫn có gió, nó vẫn rất khô. Còn khi mà nó nắng nhiều ấy thì cái giá thể, cái bộ rễ chết ở trong của nó ấy, nó giữ ẩm tốt. Cây nó thoáng mà, quan trọng nhất là thoáng. Cây trên rừng thì mấu chốt là những cái đặc điểm và cái thân lá ấy, thì mọi người cũng nên cố gắng chăm tốt những cái cây ở nhà mình đã, xong hãng đi mua thân lá. Chăm thật tốt những cây nhà mình, có khi là ví dụ như những cái cây mà thân thủ nhỏ nhỏ ấy, thân nhỏ ấy, còi ấy, hàng Lào, Ninh Thuận hay là vùng nào đi chăng nữa thì nó cũng là phi điệp thôi, phi điệp tím thôi, nhưng nó cũng chẳng có cái gì cả. Thì mọi người cố gắng chăm tốt nó, nhiều nắng, cho ăn nhiều phân thì nó sẽ mập. Vào dịp tu đầu thì chắc chắn là nó sẽ mập. Và khi mà cái cây thân nó mập như này ấy, thân nó mập ấy, thì về sang năm nó sẽ nảy mầm rất là tốt, mầm rất to. Thì đấy là nói về thân lá. Bởi vì nói về thân lá nhiều khi là bởi vì em ấy thì em nuôi nhiều rồi, em không quan trọng về thân lá, quan trọng là hoa. Đương nhiên thân lá đẹp thì mình chơi thì quanh năm mà, nhưng mà mình phải chăm được thì mình mới có thân lá đẹp được. Còn nếu điều kiện nhà mình mà nắng mà chỉ có một buổi ấy, ví dụ một buổi sáng ấy hoặc một buổi chiều ấy, thì tốt nhất là không nên chơi. Bởi vì không chơi không đủ điều kiện để cho nó đủ ăn nắng, để lá nó dày lên và thân nó phình to được. Ví dụ như đây người ta trồng, các anh chị nhìn thấy là thứ nhất là cái vùng núi mà cái điều kiện nó đã tốt, vùng núi là rất mát rồi. Xong lại trồng ẩm ở này, gần thấp, gần đất. Thì đương nhiên là cái việc mà nó chăm sóc nó sẽ dễ hơn. Đây người ta trồng thành một luống luôn, cách đất thì 50 phân, 50 cm. Thân nó rất là to, bởi người ta cho ăn tốt, nhưng mà Trung Quốc người trồng cái này thì nó đỉnh cao rồi. Chứ mình không trồng như thế. Việt Nam mình nền nông nghiệp mình rất kém. Và để mà những người hiểu biết thực sự về thuốc ấy, thì rất là ít. Hiểu biết thực sự ấy, thì người ta khi là đi làm giáo sư tiến sĩ thì lại chỉ viết trên giấy thôi. Còn mấy ông dùng thực tế thì rất là ít. Nên là ví dụ như các anh chị nào mà chơi lâu ấy, thì em nói thật là các anh chị cứ hỏi mấy anh chị chơi lâu là bây giờ dùng thuốc thì tốt. Người ta bảo dùng thuốc gì cũng tốt, mà khi chả dùng thuốc gì cũng tốt. Bởi vì người ta có cái kinh nghiệm về cây rồi, người ta hiểu về cây ấy, thì người ta có khi chả dùng thuốc. Đợt tới này em sẽ cố gắng làm những cái chương trình ở mà một số vườn ấy là người ta không sử dụng thuốc, thì người ta sử dụng những cái cách nào để cho cái cây nó không bị bệnh, hoặc ít hơn, chứ nói là không bị bệnh thì không đúng, nhưng chắc chắn nó sẽ ít hơn. Thì em sẽ nói sau. Hôm nay thì em nói tiếp về cái cây phi điệp ạ. Đây là em có 3 cái mặt bông. Thì bởi vì trên mạng ấy rất là nhiều người ta hỏi em là cái cây này có giá trị không? Phi điệp này nên gọi là cái cây phi điệp gì? Bởi vì ai cũng nghĩ là cái cây của mình nó quý, định đặt tên các thứ. Thực ra thì nó phải có rất là nhiều yếu tố người ta mới đặt được tên. Nó phải rất là đẹp. Ví dụ như cái cây mà nhiều người biết đến, nó trên cây cửu long, cửu long Hòa Bình. Thân thủ của nó nuôi tốt thì nó có thể là hơn 2 mét. Ở Hà Nội đã có người nuôi được 2m1, 2m2. Rất to. Thân của nó to khoảng tầm độ chắc là tầm 18 đến 20mm. Thân của nó độ to, cái điểm to nhất ấy, phải tầm từ 18 đến 20mm. Có nghĩa là chưa được F21 đâu, nhưng mà nó là cây rất to khủng khiếp rồi. Hoa của nó chiếm 70% của cái thân đấy. Và
bông hoa to, cánh bầu đẹp. Cái đấy lúc nào em sẽ nói về bài cửu long sau. Bởi vì ngày xưa cái lượng năm 2013 ấy, có cái giò đấy chín thân ấy, thì em không nhớ là còn ảnh hay không. Để em về em lục lại những cái ảnh cũ á. Bởi vì ngày xưa chụp bằng máy ảnh mà máy ảnh bây giờ chẳng dùng nữa. Thì em sẽ tìm lại những cái bài viết sau, bài nói sau. Những cái bài hôm nay em nói cái bài phi điệp này. Có rất là nhiều anh chị hỏi những cái bông phi điệp này của anh được không, nên gọi tên là cái gì, rồi thế nọ thế kia rất là nhiều. Và có nhiều anh hỏi em là cái cây cánh bay. Đây, như cái này là cái bông cánh bay. Đấy, cánh bay. Và những cái bông cánh bầu nó như thế nào. Thì thực ra em cũng muốn nói là những cái cây mà phi điệp tím này, thì nó cấu kết của nó là cánh và lưỡi, đúng không ạ? 5 cánh và lưỡi, luôn luôn màu tím. Nở trời nắng thì nó mới được cánh bay như này, còn sang năm nở trời mưa là không bay luôn. Và rất ít cây mà nó ổn định cánh bay. Và cánh bay thực sự là nó nhìn nó cũng rất là đẹp, nhưng mà độ cuốn hút của nó thì chưa nhiều, và cái độ ổn định của nó, tính ổn định của nó kém. Đấy là em nói thật là như thế về cánh bay. Còn đâu thì về cái cây này, cái này thì nó cũng chẳng có một cái gì cả, nó là cây phi điệp tím bình thường thôi. Bình thường cái cánh của nó luôn luôn nó quăn vỏ đỗ này, cánh hoa quăn vỏ đỗ này, thường là như thế, nở vài ngày là quăn luôn. Có cây chớm hé đã căng quằn rồi. Đây là cái cây là dạng cánh bầu. Dạng cánh bầu. Nhưng thực ra cây này thì nó cũng chỉ là phi điệp tím thì chẳng có gì. Khi mà anh chị nhìn một bông ấy, người ta chụp một bông, người ta làm màu, người ta bán ấy, thì nó đẹp lắm. Quan trọng là cái cây mà nó phải còn trên thân hoa như thế này, nó còn tự nhiên như thế này, là anh chị chụp đơn giản đấy thôi. Thì anh chị mới hiểu được cái giá trị của nó, khi mà đến lúc về nhà anh chị nuôi, nó nở ra nó chỉ như thế này thôi. Chứ nó không thể bằng được cây có một vài bông mà người ta làm màu thì nó rất là khó. Còn cây phi điệp tím bình thường thì chỉ nở như này thôi. Nó có rất là nhiều dạng bông, hàng trăm hàng vạn mặt bông. Cây nào nó có hàng trăm hàng vạn mặt bông. Nhưng mà nó chỉ là phi điệp tím thôi. Giá trị nó chỉ gọi là cây phi điệp tím, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Bởi vì phi điệp tím thì mọi người cứ nhà cứ có phi điệp tím rồi ấy, thì cách tốt nhất đó chính là hãy chăm sóc nó thật tốt, để thân nó to, thân to như ngón tay ấy, thì hoa kiểu gì cũng đẹp. Bởi vì cây nó khỏe thì hoa nó mới đẹp được. Còn cây nó yếu ấy, thì hoa nó không thể đẹp được. Và chính vì anh chị chăm cây nhà mình nó chưa khỏe, nên chưa thể hoa đẹp được, nên là mọi người lại có nhu cầu nên muốn mua những cái cây tím mà hoa nó gọi là đẹp đẹp hơn tí, hoặc cánh bầu hơn tí, hay là cánh bay các thứ. Thì em nghĩ là mình nên xem lại và nên chăm sóc cái vườn mình, chăm mấy cây phi điệp tím nó thực sự tốt. Tại sao mà ở trong những cái trên vùng, những cái vùng cao ấy, hoặc là những cái vùng mà miền núi, người ta chăm sóc tốt thế? Bởi vì khí hậu nó ưu đãi. Người ta chăm cái kỳ năm đầu đã nụ rụt rồi, mọi người mua kỳ nụ rụt, người ta về nhà mình trồng nó lá nó lại thành lá tre ngay, lá bé ngay, lá bé gọi lá tre mà. Người ta chăm sóc nó đơn giản nhưng vẫn tốt, bởi vì khí hậu nó tốt. Ở đấy không khí trong lành, độ ẩm cao, ngày thì có thể nắng nhưng mà không thể nắng gắt bằng đồng bằng được. Ở đồng bằng thì sẽ nắng gắt hơn rất là nhiều. Thì ở trên đấy thì ban ngày nó cũng nắng nhưng mà nó không nắng bằng dưới mình, nhưng nó vẫn đủ ánh sáng để cho nó tốt. Và đêm thì nó lại có độ ẩm nó lại tốt hơn và nó mát nữa, thì nó sẽ giúp cho cái cây đấy nó có một cái độ ẩm tốt, có một sức khỏe tốt, thì nó phát triển nó càng tốt, nó càng mập. Cho nên người ta chỉ cần cho ăn những cái đơn giản thôi nó đã tốt rồi. Mình về cầu kỳ cho ăn bao nhiêu các loại. Thì đấy là em nói về cái cây phi điệp tím. Thì mong là tất cả mọi người có đang đi mua phi điệp tím dạng thân lá đẹp hay là dạng hoa đẹp, thì tốt nhất là nên xem lại cái cách trồng, cách chăm của mình để cho nó thực sự tốt đã. Chứ còn phi điệp tím mà anh chị cứ chăm được thân to, chăm ít thôi, chăm khoảng 1 đến 5 thân thôi, chứ đừng chọn vùng miền. Cứ 1 đến 5 thân chăm thật tốt là được. Và em cũng muốn nói thêm cái vấn đề vùng miền ấy. Nhiều anh chị cứ nói là nù vùng nọ, rồi thì mít, nù mít, rồi thì các thể loại nọ kia, chỗ nọ kia. Nhưng mà thực ra thì đã ai nuôi lại được đâu. Để mà anh chị mà nuôi lại được ấy,
thì là không có, không thể nuôi lại được thân lá đó, bởi vì trong rừng nó được 10 điểm thì về mình cùng lắm mình nuôi đỉnh cao nó sẽ được từng 8 9 điểm là cùng rồi. Mà nhiều khi những cái giá đó nó rất là cao mà anh chị đi mua kỳ về thì nó rất là dễ bị nhầm lẫn và nó ảnh hưởng nhiều thứ. Thế nên là cách tốt nhất đó chính là về hãy chăm sóc thật tốt cái cây lan nhà mình đang có, thì cái vườn lan của anh chị nó sẽ đẹp. Sau anh chị sưu tầm mặt bông, thì sưu tầm mặt bông thì em cũng muốn nói luôn một chút, đó chính là mặt bông ấy thì nên là sưu tầm những cái bông mà thực sự nó có giá trị, ví dụ như những cái cây năm cái trắng hoặc là những cái cây có sự khác lạ mà chúng ta nhìn thì chúng ta phải biết, ví dụ như những cái cây mắt cua chẳng hạn này, mắt xước hoặc là những cây mắt hồng. Mắt hồng thì lại gọi là hồng mắt rồi, hoặc là những cái cây mắt to, mắt đỏ. Thì bài sau em sẽ nói về cái cây mắt đỏ, em sẽ nói về phân biệt chi tiết về cái cây mắt đỏ. Thì mọi người sẽ xem sau. Thì hôm nay em cũng xin phép dừng ở đây, bởi vì những cái cây nụ rụt thì hoặc là những cái cây thân lá đẹp này thì chơi gọi là có cho vui thôi, thì không thì thôi. Tốt nhất là cứ chăm sóc mấy cây việt tím mình thật đẹp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng để mình có thể nói được một cách tốt hơn và giới thiệu được những cái mà thực sự là nó có giá trị. Cây nào nó có giá trị thì cũng mua. Chứ mọi người mua thế thì nó rất là lãng phí, bởi vì nhiều người rất nhiều người hỏi em mua phi điệp tím. Mà về cơ bản là ví dụ như cái cây em muốn nói là cái cây này. Một tí thôi. Em xin 2 phút của anh chị thôi. Cái này nó chỉ là cây phi điệp tím thôi. Khi mà nó ở một cái điều kiện nhiều nắng thì nó sẽ tím đậm. Còn khi mà nó ở cái điều kiện mà nó cây này anh chị cứ nuôi mát thì nó cũng chẳng còn đậm như này đâu. Hoặc là anh chị chuyển vùng nó thì nó không còn đậm này đâu. Đây chắc cái đoạn đoạn này nhìn hoa rõ nhất đây. Đấy. Trông thì nó tím đậm này thôi nhưng thực ra thì không phải năm nào nó cũng ổn định đâu. Nó cây tím đậm ổn định này rất là ít. Rất ít. Nên là năm nay nó đậm nhưng sang năm nó sẽ nhạt hơn. Thì mọi người chú ý. Còn những cái cây nào thực sự nó ổn định sau 2 đến 3 mùa ấy thì nó là những cây có giá trị, thì mọi người hãy sưu tầm. Những cái cây phi hiệp tím thì em thấy rất ít cây mà nó ổn định sau vài mùa, nếu mà nói về màu. Còn nói về cánh bầu ấy thì nó sẽ ổn định. Cánh bầu là ổn định. Và đột biến là màu ổn định. Ví dụ như cây mắt cua này, cây mắt cua này nó là cây ổn định này. Nó nở nhiều năm mắt nó vẫn rất là bé, hoặc cây mắt trâu này. Cây mắt trâu này là cây không ổn định. Nó được cái mắt to thôi, ổn định thôi. Thế còn thì về cánh hoa của nó thì có năm ám, năm năm cái trắng, có năm thì tím. Đấy. Đấy. Mọi người chú ý, còn những cái bệt như này là nó phải 1 2 năm mọi người nhìn nhận nó ok được thì nó là cây bệt. Những cái đột biến như cây này hay cái mắt đỏ này, blue này nó đều là cây đột biến, nó phải ổn định sau 2 mùa. Còn những cây tím thì mọi người sưu tầm nó cũng sẽ ấy thôi. Thôi nhìn chung là cứ sưu tầm dần dần, nhưng mà dòng tím này thì sưu tầm ít thôi. Mọi người hãy sưu tầm những cái cây mà nó thực sự nó có mặt bông và nó có thực sự nó có sự khác biệt và nó giá trị. Đấy, còn thân lá thì bởi vì rất là nhiều người nói với em thân lá chơi thân lá quanh năm, hoa thì chơi mấy đâu. Nhưng mà thân lá mà anh chị không chăm được ấy thì nó sẽ không 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 đạt như ý đâu. Anh chị phải chăm được nó cơ, chăm thật tốt. Thân nó phình to, nhìn đẹp hết mà. Lá nhỏ, lá tre này anh chị cứ chăm to cuối năm nhìn thân lá đẹp lắm. Đây chẳng qua là khi mà nó rụng hết lá rồi nó cho hoa ấy, thì thân nó sẽ teo đi. Chứ còn cứ chăm tốt là nó vẫn to đẹp hết. Cứ chăm thật tốt. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Em sẽ làm lại video vào lần khác. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào. Có gì không chưa được cái mong